Hơn nửa tháng ăn ở, sinh hoạt tại khu cách ly dành cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thương, khoa truyền nhiễm cùng các đồng nghiệp của mình luôn phải căng sức với nhiều đêm cấp cứu bệnh nhân không ngủ. Trong 17 ca bệnh đang thực hiện cách ly điều trị thì có đến một nửa bệnh nhân chuyển về từ ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, K3 Tân Triều, với những mặt bệnh nặng, phức tạp như ung thư, xuất huyết não, nhồi máu cơ tim. Đợt này thì chúng tôi phải tiếp nhận những bệnh nhân hậu phẫu sau mổ, ví dụ như sau mổ chấn thương sọ não, sau mổ vết thương rất là phức tạp ở bàn chân, thì chúng tôi đều phải mời hội chẩn với chuyên khoa để phối hợp điều trị, nên là công việc thì nó cũng rất là phức tạp. Hiện nay có hai cái kíp mà thường xuyên chăm sóc bệnh nhân ở khu cách ly thì đã được hết giờ, là các đồng chí sẽ được dành hẳn một cái khu ở tầng 2, đó là các đồng chí sẽ được nghỉ ngơi ở tại chỗ. Đấy, vừa là cách ly bệnh nhân, thứ hai là bản thân cán bộ các cái tổ mà các cái kíp mà trực thì cũng sẽ được cách ly tại chỗ tại bệnh viện. Thế còn trong quá trình mà cách ly tại chỗ thì cũng được Đảng ủy, Ban giám đốc và công đoàn thường xuyên động viên, chia sẻ, động viên cái là anh em cũng rất là yên tâm để làm việc. Còn đối với bác sĩ trẻ Nguyễn Đức Huân, Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, thì dịch bùng phát đợt 4 cũng là lúc anh và các đồng nghiệp bước vào cuộc chiến mới với nhiều khó khăn vất vả. Tiếp nhận điều trị cho 8 đối tượng F1, F2 có liên quan đến thai sản, các bệnh về đường hô hấp. Đến nay đã có 4 bệnh nhân khỏi bệnh và được ra viện. Đặc biệt, bác sĩ Huân và kíp trực tại khu cách ly cũng đã vui mừng đón 3 em bé ra đời tại đây. Mình là trường hợp F2, thì khi mà mang thai thì cảm giác là rất lo lắng. Nhưng mà khi đến với cái khoa truyền nhiễm và đặc biệt được sự chăm sóc của các bác sĩ, cả khoa sản và truyền nhiễm thì mình rất là yên tâm về sự tận tình cũng như là sự chu đáo và sự an toàn trong khu cách ly. Thì đón một đứa em bé ra đời thì rất là trong lòng rất là vui. Hơn nữa những trường hợp mà sản phụ mà khu cách ly thì nó có rất nhiều ý nghĩa. Chúng tôi đã rất là tỉ mỉ về đảm bảo về cái vấn đề về phòng chống nhiễm khuẩn cũng như là chống lây nhiễm cho các bệnh nhân khác cũng như là cho chính bản thân mình. Những bước chân vội vã, bữa cơm dùng muộn và cả những đêm không ngủ để chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh tại khu cách ly. Các y bác sĩ nơi đây cũng chính là những chiến binh dũng cảm nơi tuyến đầu chống dịch.